Thưa mẹ, con mới về. Học về rồi hả con? Hôm nay đi học sao này? Hôm nay học cũng bình thường mẹ ơi, mà hơi mệt xíu. Ủa, sao vậy? Dạ tại hôm nay đường xa quá, từ sáng đến giờ nên đuối quá mẹ. Nani? Đi học từ nhà đến trường có 15 phút đồng hồ mà mày kêu xa à? Mày biết hồi xưa ba mẹ phải đi học sao không? Biết nó xa cỡ nào không? Flashback. Thưa bố mẹ con đi học, chỉ còn 5 cây số nữa thôi. Ráng lên, sắp đến trường rồi. Cố lên, bơi qua con sông này nữa thôi, đã đến trường rồi. Đường xa như vậy, tao còn đi học được đấy. Dạ, không phải như mẹ nghĩ không đâu. Sáng nay đi học con còn bị bể bánh xe nữa. Giật bộ một khúc dài luôn mẹ ạ. Nani? Bể bánh xe? Mày biết bây giờ mày còn may mắn có xe đi học bể bánh, chứ mày biết ngày xưa tao đi học bằng xe căng hải, mày biết không? Nó khó khăn như vậy mà tao có tha đâu. Không phải chỉ vậy không đâu, tại còn về rồi gặp trời mưa nữa. Cô đi học cả ngày về gặp mưa mệt trong người lắm mẹ. Nani? Lại trời mưa hả? Mới mưa có một tí xíu mà mày đã than rồi. Mày có biết là ngày xưa tao đi học gặp mưa gì mày biết không? Đó, mưa như thế mà tao còn đến trường được. Mày có tí xíu mà than với thở. Thì con biết rồi, nhưng mà mỗi thời nó khác nhau mẹ ạ. Giờ con mệt thì con than thôi chứ biết sao giờ. Thanh niên trai tráng gì mà 17, 18 tuổi đầu, không được tích sự gì. Giờ mày còn may mắn ngày ăn 3 bữa, chứ tao hồi đấy chỉ ăn mỗi bữa sáng thôi. Tao hồi đó phải đi 30-40 cây số để lên rừng. Tao lấy củi để chặt.